Chào mừng quý khách đến với video Những điều cân nhắc khi mua condo phần thứ nhất. Mua condo dù là để ở hay để đầu tư cũng luôn là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, chọn condo nào để phù hợp với khả năng tài chính, ngân quỹ chi tiêu hàng năm của gia đình và lối sống của những thành viên mới là điều nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua. Trong video này, Quang Lâm phân tích cho quý khách biết về những điều cần quan tâm trước khi mua condo. Thứ nhất, vị trí. Thứ hai, ngân quỹ. Thứ ba, condo resale hay condo chuẩn bị xây. Thứ tư, nhà thầu xây cất. Thứ năm, tiện nghi. Thứ sáu, chi phí condo hàng tháng. Thứ bảy, hướng condo. Thứ tám, sửa sang. Thứ chín, tiền deposit. Thứ nhất, về địa điểm. Ai cũng nói yếu tố quan trọng trên hết mọi thứ là địa điểm. Tuy nhiên, hầu hết các dự án condo đều có địa điểm khá thuận tiện cho di chuyển công cộng. Vậy thì, yếu tố địa điểm xem như là một bài toán không khó khăn cho quý khách. Địa điểm đó có hợp với công ăn việc làm, với lối sống quý khách hay không, ngay cả khi gần các phương tiện giao thông công cộng. Việc di chuyển trong những giờ cao điểm có chiếm nhiều thời gian hay không? Địa điểm ấy có thuận tiện để đến những nơi bạn thường hay đến hay không, như chợ, bác sĩ, các câu lạc bộ thể dục thể thao, có gần người thân hay không? Thứ hai, quan tâm kế tiếp là về ngân quỹ. Quý khách có thể chi trả bao nhiêu, nên vay mượn thế chấp sớm trước khi bắt đầu đi tìm condo lý tưởng để biết rằng mức tài chánh của mình đến đầu. Thông tin này sẽ giúp quý khách tiết kiệm được thời gian và chỉ tìm condo trong tầm khả năng của mình mà thôi. Thứ ba, condo resale hay condo chuẩn bị xây. Quý khách cũng nên cân nhắc là sẽ tìm mua condo trong thời gian nào. Lúc dự án mới giới thiệu trên thị trường theo dạng resale, mua sớm hay mua lúc xây cất sắp hoàn tất. Mỗi một giai đoạn có những lợi ích và đòi hỏi tài chính khác nhau. Nếu mua sớm, quý khách sẽ lựa được những căn hộ tốt theo ý thích của mình. Mua lúc sắp xây xong nghĩa là quý khách có thể dọn vào ở hoặc cho thuê sớm hơn. Thứ tư, nhà thầu xây cất. Nhà thầu xây cất có phải là một công ty uy tín chứ nhiều năm trong thị trường phát triển địa ốc hay không? Quý khách nên tìm hiểu thêm những dự án khác mà nhà thầu đã hoặc đang phát triển. Ghé thăm dò các khu vực đó để biết uy tín cũng như kiểu dáng của các dự án mà nhà thầu đã hoàn tất. Xem quý khách có thích, bởi điều quan trọng trên hết là quý khách phải cảm thấy khu cao ốc đó xinh xắn và căn hộ trong đó được thoải mái, khoáng đãng, vân vân. Kiến trúc nên khiến quý khách cảm thấy thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kiểu dáng và nội thất nên phản ảnh ý thích thẩm mỹ của quý khách. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video Những điều cân nhắc khi mua condo phần thứ nhất. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến bất động sản, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc 416-669-7363 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và condo. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách trong thời gian này, Team Quang Lâm chỉ có lấy 1% tiền hoa hồng mà thôi. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong video phần thứ 2.